Sự việc bắt đầu từ năm 2012, khi Thương cùng chồng là Trần Vũ Lê Thanh Quảng đến giáo xứ Daguri, tỉnh Bình Thuận, nhờ linh mục quản xứ đặt tay xin thai và gọi đó là thai thánh. Sau khi sinh con, Thương khẳng định việc mang thai là do Chúa gửi đến, chứ không phải do quan hệ vợ chồng. Từ đây, Thương giao giảng, được ơn hiệp thông với Chúa Cha nên có khả năng chữa bệnh, trừ quỷ. Chị ta thừa nhận. Chị có đạo nhưng mà chị không biết là có Chúa thật hay không. Yeah. Và cuộc sống của chị là thích làm giàu và để hưởng thụ. Yeah. Và chị không biết đọc kinh gì cả. Chị muốn đọc kinh bao giờ. Tại sao về đây lại sợ vậy? Kể từ đó, Thương cho ra đời các nhóm bầu khấn, nhóm Chúa Cha, nhóm trừ quỷ bảo lộc. Thương còn giao giảng. Chúa Cha đã chọn Thương làm thư ký, trực tiếp giúp việc cho linh mục Nguyễn Chu Truyền, nguyên quản xứ bảo lộc. Kể từ đó, xuyên suốt quá trình chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan phản khoa học của Thương và sau này là chữa bệnh online đều có bóng dáng của linh mục Nguyễn Chu Truyền. Trong giáo hội thì chỉ lời Chúa là chỉ có trong Kinh Thánh mà thôi. Không có ai, nhất là một người giáo dân nữa. Và vào cái thời buổi này thì lại cho rằng mình được trực tiếp nghe lời Chúa phán rồi truyền lại cho người khác. Đó là một cái điều nó có tính cách hoang tưởng. Nguyên mà cái chuyện mà đánh đập người khác đó, là cái chuyện xúc phạm đến nhân thân. Thì về pháp luật người ta cũng không được phép rồi. Huống chi là bây giờ vấn đề mà trừ quỷ mà đánh đập người ta mà cũng chưa có được ý của giám mục nữa thì điều đó chắc chắn là sai. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi bé này và những người làm việc bên này để phải nói. Thần, cũng ra khỏi hiếu như Cha và Con. Cầu xin Chúa Cha cho quỷ trong con trai. Anh có nghe thấy không? Con là quỷ COVID mà thế giới và nhân loại đang sợ hãi. Không chỉ chữa các bệnh thông thường, gần đây họ còn tổ chức chữa bệnh online, chữa bệnh cho cả những người mắc COVID-19 bằng thứ nước giếng mà họ giao giảng là nước thánh. Chai nước thánh còn gọi là nguồn thánh thiên của họ. Sau 2 tháng đã mọc rêu xanh như thế này. Là cái dịch này đó thì chỉ có nước Chúa cho xuống để rửa nó mới có thể tiêu diệt các con virus trong không khí. Giao giảng là thế. Nhưng ngày 11 tháng 11 năm 2021, linh mục Nguyễn Chu Truyền đã đến trạm y tế phường 1 thành phố Bảo Lộc tiêm ngừa vaccine COVID-19. Sau đó, ngày 14 tháng 11, vợ chồng Thương Quảng cũng đến cơ quan y tế để được tiêm ngừa vaccine. Do có vi phạm vào giáo huấn của giáo hội, ngày 6 tháng 12 năm 2020, Tòa Giám mục Đà Lạt đã ra thông cáo. Theo đó, linh mục Nguyễn Chu Truyền không được cử hành thánh lễ. Kể từ tháng 11 năm 2020, linh mục Nguyễn Chu Truyền chuyển về ở hẳn tại nhà của Thương. Những việc làm của nhóm trừ quỷ bảo lộc hoàn toàn sai trái, đi ngược lại đức tin, bị cộng đồng và các vị chức sắc lên án.
toàn bộ hoạt động trừ quỷ của Thương đều được ghi hình, đưa lên kênh YouTube Tiếng Nói Sự Thật. Và Linh Mục Nguyễn Chu Triển cũng nhiều lần xuất hiện với vai trò là người chữa bệnh và người làm chứng. Chính bởi những clip này mà đã có 290 con bệnh ở 32 tỉnh thành trên cả nước và gần 150 con bệnh ở nước ngoài tìm đến nhà chúa cha của Thương. Cái trường hợp nhóm trừ quỷ tôi cho nó là tà đạo. Giáo hội Công giáo không có tin như những điều mà nhóm trừ quỷ loan truyền ra như vậy đâu. Bệnh gì cũng có, không có bởi quỷ cả. Tức là hết bệnh gì cũng đến đó mà hút quỷ, đuổi quỷ, lừa đảo quá sức. Là những cái việc làm của cái nhóm đó là hoang tưởng. Nếu không muốn nói là mê tín, thì chữa bệnh chỉ về cái việc là mình trừ quỷ thôi, quỷ Covid, thì cái điều đó có lẽ nó là hoang tưởng hoàn toàn. Tôi cũng nghe nói rằng là nhà ấy chỉ làm cái hợp đồng như là nhà cho thuê, thuê nhưng mà thuê để ở chứ không phải là thuê để làm những cái chuyện mà nó phi pháp như vậy, là tôi nghĩ là không đồng ý. Cần phải đóng cửa cái nhà hoạt động chúa cha. Thưa trừ quỷ đã có video sẵn rồi, sẵn sàng là gọi là chẳng biết có hay không mà để bảo cái trừ quỷ là bắt đầu tung lên khắp thế giới rồi, quảng cáo nguyên cái đó là sai rồi. Đức giám mục Đà Lạt đã lên tiếng rồi mà bây giờ không chịu nghe theo mà còn phản đối lại bản quyền nữa thì rõ ràng là sai. Về góc độ pháp luật, chính quyền thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vợ chồng Nguyễn Thị Thương về hành vi chữa bệnh trái phép và họ đã chấp hành. Nhưng về đức tin, họ đang xa rời giáo lý, giáo hội, từng bước tách mình khỏi cộng đồng giáo dân vốn được biết đến là những người ngoan đạo, kính Chúa, yêu nước. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.